Alo, Alo, dạ phải anh Hùng vậy? vâng, tôi Hùng đây. Dạ, anh ơi, có bạn trợ lý nói em có hẹn với anh là 8:20 á. Rồi chị cứ nói đi ạ. Dạ, hôm qua em có trao đổi với bạn á, là như trước á, là em có vay bên MB á, là Vâng. 70 triệu. Dạ, em đóng được, tha được 13 tháng, và không có khả năng đóng nữa đó. Nên hả, bên em ngưng từ 2019 tới nay. Vâng. Dạ, giờ 2019 tới nay xong rồi hả, không có đi làm, cũng nghỉ làm này nọ kia, nên giờ hả bên em đi làm lại thì công ty đóng bảo hiểm đó. Nên mấy người đó giờ bắt đầu chi thu, Vâng. chi thu nói bây giờ là mức vay là từ 70 triệu, bây giờ lên là lãi luôn á, là nó bán, nói là bán ra ngoài rồi, mà hả bán ra ngoài là bây giờ là lên là 140 triệu, nếu mà trả trong trong tháng này á, trong tháng này á thì nó bớt cho còn 80 triệu, phải bắt buộc trong tháng này nha, chứ hả nó không chịu vào tháng này trả góp này nọ kia hết. Mà sao chị đi vay tiền rồi lại không đi trả cho người ta thế? Tại vì em không có khả năng chi trả nó, tại vì lúc đó cũng nghỉ làm về chụp này nọ kia rồi, họ cũng nghỉ, bây giờ mới đi làm lại hồi từ tháng tháng 10 năm 2022 à. Cái trước đây chị không không trả, không biết là chị có làm đơn từ gì không nhỉ? Dạ không, Rồi từ lúc đấy đến giờ là chị gặp những cái hoàn cảnh gì mà lại không đi trả tiền cho họ? em cũng mất việc rồi này nọ kia, nữa nhà cũng gặp sự cố này nọ kia, nên hả với cộng chung dịch đó. Mất việc à? Dạ, mất việc Mất đó. việc 3 năm nay là chị ở nhà thôi không đi làm. Dạ. Tại sao 3 năm nay là không đi làm mà cứ ở nhà thế? Chị bị tật hay bị cái gì không? Dạ. Chị có bị tật Ở nguyền nhà thiếu cũng. chân thiếu tay gì không? Dạ không, để lúc trước cũng bị xe, đi xe tung xe rồi nhà, rồi ba chết, rồi mẹ bệnh này nọ kia, lúc đó đã bị nghỉ sự cố lắm này nọ kia, mới tới giờ mới đi làm lại hồi tháng 10 sau Chị dịch năm này nay nọ. bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 86 anh. 86 tuổi rồi. 30, sao sinh năm 1986, 30, 36 tuổi À, á. sinh năm 86 hả? Cái chuyện mà ba chết hoặc là ông chết thì cái chuyện đấy là chuyện đến tuổi thì họ đi thôi, cũng không có cưỡng được đâu, đâu có thuốc Tại trường nhà sinh có bà đâu. già ở nhà, nhà có bà già ở nhà không ai trông bả được hết á. Thế giờ chị là đơn ở nhà một mình không có chồng Dạ không, dạ chưa chồng. à? À, thế nhà chị là chỉ có một mình thôi, không có anh em gì à? Có một em trai, em trai mà có vợ, có vợ có con. Thế thằng em trai đấy là nó không trông ba mẹ à? Không, nó cũng sáng nó đi làm mình nọ rồi kia, nó có ba con mình nọ kia chung. À. Ở chung với mẹ già. Ừ. Thì bây giờ câu chuyện thì mẹ ở nhà thì không ai trông thì mình cứ trông thôi, nhưng mà vẫn phải đảm bảo được kinh tế. Chứ bây giờ chị đi trông mẹ như thế rồi kinh tế ai lo, đúng không ạ? Bây giờ chị phải vừa đi làm, mẹ ở nhà thì một mình cũng được, nhà hàng xóm hoặc là gửi ở đâu đấy mình đi làm. Chứ bây giờ chị 3 năm nay chị ở nhà ngồi chơi, không không ăn không không đi làm mà chỉ có ăn thôi thì miệng ăn thì núi lở thôi, tôi nói với chị như thế, làm sao mà chị ấy được. Còn bây giờ 3 năm nay chị cũng không nghĩ đến cái chuyện đi trả nợ cho người ta thì chắc chắn người ta phải thu hồi đòi về thôi. Vay tiền một cục về tiêu hết xong rồi không có thái độ gì hết, thế này thì họ nhận định chị là cái người bùng nợ quỵt nợ thì họ mới bán đi ra ngoài chỗ công ty khác, thì họ cứ theo dõi chị. Và họ theo dõi lúc nào mà thấy chị bắt đầu có tiền, thấy chị đi làm có lương thì họ đòi thôi. Họ đâu có dễ dàng mà bỏ qua được, đâu phải là vay bình thường đâu. Cái này công ty tài chính 10 năm, 20 năm nó vẫn còn theo, còn đòi, đòi hết đời mẹ đến đời con luôn. Đòi từ lúc chưa chồng đến lúc chồng chết luôn. Đúng không ạ? Nên là câu chuyện ở đây, chị tìm đến tôi thì ok, tôi biết là chị đang gặp khó khăn hoặc như thế nào đấy, thì mới tìm đến đây, vạn bất đắc dĩ rồi mới tìm đến đây. Nhưng mấu chốt ở đây ấy, tôi nói với chị này, muốn mà cởi cái dây 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 chuông thì phải tìm cái người mà cột cái dây đấy, mà cái người cột dây đấy chính là chị, nó chính là cái khoản vay. Vấn đề ở đây là phương án trả nợ. Cái phương án của chị là cái gì? Phải có cái phương án trả nợ nếu mà chị muốn, còn không thì bây giờ tất chấp nhận lại sống như ngày xưa, 3 năm trước sống thế nào thì giờ lại sống như thế, còn không thì bây giờ phải có phương án trả nợ. Và phương án này nó phải khả thi, chứ không phải là một cái phương án là ở giờ tôi cho tôi trả mỗi tháng 100 triệu, 100 ngàn, 1 triệu đồng, không bao giờ có. Chị hiểu không ạ? Nên là giờ tôi muốn hỏi là ví dụ bây giờ người ta tạo điều kiện là ở cái số tiền này chia ra làm 3 lần 4 lần trả thì có tiền không? Thì hôm qua em cũng nói với họ đó, bây giờ bên anh mà đòi được 180 triệu em cũng không có nữa. Bây giờ em trả cho anh,
chia làm 6 lần, ừ, vậy như 6 Tôi tháng mình bán tôi đang hỏi 100 chị, triệu, 10 tôi triệu. đang hỏi chị thì chị trả lời cho tôi, còn chị đừng có nói sang việc khác, nó mất thời gian của chúng ta. Tôi rất bận và chị cũng đang rất hoang mang đúng không ạ? Nên là tôi hỏi cái gì thì trả lời cái đấy, có không? Có một số điều mà em có thể em giúp ra được ở những nhân Có tâm hay thì em không? trả Tôi được. đang hỏi có hay không Có. thì cứ có. Rồi, bây giờ là số tiền đấy chị chia ra làm 3 lần là có đúng không? Dạ. Thì đơn giản quá gì nữa. Bây giờ chị có tiền chưa, tôi làm việc luôn. Bây giờ nó đòi bao nhiêu tiền? Cái đòi 7, cái đòi 80 Rồi, triệu. 80 3 lần. Chia 3 ra, 8 chia 3 là được khoảng 3, 3 là 9, mỗi tháng khoảng tầm 25 triệu. Làm 3 À, tháng 25 triệu. 25 triệu Tháng có em chứ? tụi em tháng tháng em nếu mà cố gắng mà tích có cái khoản từ mượn người này nọ kia từ 5 tới tới 10 triệu là Tôi hết đang hỏi em chị năm là có hay không thì chị nói là có, thì tôi mới đưa ra cái phương án là ok, tôi sẽ giúp chị để xử lý. Mỗi tháng 3 25 triệu là xong luôn. Còn bây giờ chị bảo có rồi, tôi đã đưa ra như thế rồi mà chị lại bảo là bây giờ căng lắm rồi, mượn vay mượn mỗi tháng 50 triệu. Vậy thì câu chuyện nó không có chứ, nói chuyện buồn cười nhỉ. Tôi với chị bằng tuổi nhau đấy ạ. nếu mà Mình phải chị rõ muốn ràng chứ, bây giờ cụ thể rồi xong rồi sau đấy lại quay lại thế này thì làm sao làm việc được. Đúng không? Mình nói dạ. chuyện là phải rõ ràng cụ thể, bởi vì là bây giờ tránh lấp mất thời gian của nhau. Tôi thì đang rất là bận, còn chị thì đang rất là cần xử lý, thì cái nào được hay không chị phải báo, không là không mà có thì có, chứ bây giờ trả lời có xong lại bảo không thì không được. Bây giờ thôi, tôi sẽ không đưa phương án mà chị tự đưa ra đi, chị muốn thế nào chị nói đi, tôi xem khả thi hay không. Tháng thì em nếu mà em trả được là cỡ khoảng chừng 8 triệu tới 5 tới 8 triệu à. Chứ Vậy là rút hả cuộc là còn 5 chi hay phí là nữa. 8? 5 triệu À, thì tháng. lại 5 triệu. 5 triệu thì thôi, chị cầm tiền giữ đấy đi mà giữ sức nhé. Chắc chắn tụi nó không đồng ý đâu. 5 triệu bao giờ mới xong? Hả? Bây giờ tôi nói với chị 3 năm nay rồi, chị không đóng đồng nào. Bây giờ chị bảo là thôi cho tôi mỗi tháng trả 5 triệu. Nó lại phải dừng nguyên một cái quy trình thu hồi nợ. Nó phải rút hồ sơ về nữa. Nhưng mà sau khi dừng hết quy trình đòi nợ, rút hồ sơ về, rồi chị ra chị đóng được đúng một tháng thôi. Đúng một tháng 5 triệu, sau đấy lại không đóng nữa. Thế thì câu chuyện ở đây làm sao người ta dám cho chị được. Đúng không ạ? Không bao giờ dám, kể cả bản thân chị đi, tôi nói với chị đi. Chị đi gặp một ai đấy, tự nhiên đùng cái nó trốn nợ 3 năm nay. Bây giờ tự nhiên thấy nó về nhà hôm nay là chị túm đứt tay nó. Chị chó chói nó lại, nó bảo: "Ừ chị ơi, cho tôi trả là mỗi tháng 5 triệu, khi nào là hết thì thôi." Nghe thì cũng lọt tai đấy, nhưng mà bây giờ thả nó ra một phát thôi là nó trốn mẹ nó luôn, nó đóng được có 5 triệu là nó trốn biệt tăm luôn, và đợt này là không thấy luôn. Chị có dám không? Đúng không? Câu chuyện bây giờ mình phải, nó phải có khả thi. Nhưng mà đến lúc đấy chị bảo không, 5 triệu tao không đồng ý. Mày ấy, nếu mày mà thiện chí, mày trả trước một nửa cho tao. Số còn lại mỗi tháng cho mày trả 5 triệu. Tao sẽ thả mày ra, còn không tao trói mày lại đây luôn. Thế nó muốn ok thì nó sẽ làm gì ạ? À? Nó trả trước một nửa. Một nửa mình nhận được 40 rồi. Còn cái kia 5 triệu một tháng, 5, 4, 20. Đúng không ạ? Mỗi tháng khoảng tầm đâu đó 5 triệu thì bao nhiêu tháng? Đi khoảng tầm đó, nó 7, 8 lần là xong rồi. Nó có khả thi, nó đã lấy được một cục tiền. Thì câu chuyện của chị cũng như thế. Nếu chị đàm phán, chị trả trước một phần nào đấy. Và chị cam kết sẽ thực hiện tiếp cái số tiền còn lại theo đúng cái thỏa thuận mới bây giờ, thì họ sẽ khả thi. Vấn đề ở đây là mình cứ đặt vị trí mình vào người ta suy nghĩ là mình sẽ thấy ra vấn đề ngay. Chứ còn bây giờ 3 năm rồi, từ 2019 đến giờ chị trốn đến bây giờ, bây giờ trốn không được mới lại nghĩ đến chuyện trả tiền, thì mình phải có một cái thái độ và mình phải có một cái tác phong nghiêm túc với cái khoản nợ này, và thể hiện cái nghiêm túc đó là cái phương án nó khả thi. Tôi ví dụ như bây giờ chị bảo bây giờ 80, bây giờ 80 thì tôi cũng đã trả rất nhiều, bây giờ cho tôi xin cái tiền lãi, cho tôi trả tiền gốc thôi. Thì tiền gốc sau khi nghiên cứu thì nó còn có 50 triệu. 50 này tôi sẽ trả cho các anh 20 trước. Còn 30 triệu tôi sẽ trả cho anh làm 6 lần, mỗi lần 5 triệu. Nếu các anh đồng ý thì các anh làm cho tôi một cái tờ giấy xác nhận. Một cái tờ giấy xác nhận cái thỏa thuận mới của chúng ta bằng miệng và giờ chuyển nó sang thành văn bản. Nó bảo không, tao không đồng ý đâu, mày không không trả tao lại đăng hình đăng ảnh tao phá công ty. Dạ ok,
Bây giờ nếu mà anh phá công ty tôi sẽ nghỉ việc luôn, và tôi cam kết không bao giờ tôi trả số tiền này cho các anh nữa. Có chết cũng không trả, có đi tù cũng không trả, có ra tòa cũng không đi trả, có giết cũng không đi trả. Các anh chọn đi. Một, lấy tiền thì có trong nay mai. Hai, không lấy tiền tôi nghỉ việc, tôi đi kiếm việc khác. Đúng không? Bây giờ từ 80 triệu đi kiếm cái việc khác làm đi. 80 triệu này là của mình, đéo phải trả nữa. Kiếm việc khác, lương cũng tương tự, thậm chí là còn ngon hơn nữa cơ. Mà không phải trả 80, nhưng lúc đấy đừng có đóng bảo hiểm nữa. Vứt mẹ đi điện thoại, vứt mẹ sim số đi, nó quan tâm gì. Công an xuống thì đấy, tao xin trả, nó có cho đâu đây bản ghi âm này. Không, ghi âm đây, ghi âm nói chuyện đây, tao xin trả 25 triệu, 20 triệu nó không cho. Nó đòi ép, rồi nó đuổi, vì nó phá, rồi nó mất công việc luôn. Bây giờ đấy các anh xem ai vi phạm pháp luật. Ra tòa bảo đấy, đây ghi âm đây, coi đi, nghe đi, nghe đi, hỡi các anh cầm luật, đúng không ạ? Mình cứ thế mình làm, nhưng tôi nói với chị là tránh cái trường hợp là vay xong là có ý định bùng quịt là không được, sống sao mà qua được tụi nó. Tưởng là ba năm nay êm rồi, hóa ra là chưa êm. Cái sao chị? Em cũng đóng được 13 tháng rồi. Cái chuyện chị đóng 13 tháng, chị phải đóng đầy đủ chứ, đóng 13 tháng còn khoe ra làm cái gì? Cái chuyện nói chuyện nghĩa vụ của chị, nghĩa vụ của chị là phải đóng đầy đủ, đóng được 13 tháng dừng luôn. Cái kiểu đấy càng điên máu, thà mà chị quỵt mẹ luôn đi, lúc đấy thể hiện đúng thái độ. Đằng này đóng 13 tháng xong tưởng đóng tiếp, không ngờ không đóng, mất thời gian ra. Chị nghe tôi nói nãy giờ chị hiểu chứ, cái chị cùng tuổi kia. Dạ. Ủa chị, anh cho em hỏi cái ví dụ mà hai anh mà em làm đơn là em làm đơn, em gửi đâu hay bên anh hỗ trợ làm đơn dùm? Nãy giờ tôi có nói đến cái từ nào làm đơn không chị? Hả? Nãy giờ tôi nói, tôi hỏi lại là nãy giờ tôi có nói đến cái từ gì mà làm đơn không? Trả lời có hoặc không? Không. Vậy thì từ đầu đến giờ tôi dặn thế nào thì cứ làm như thế, thì làm đơn làm gì bây giờ, làm đơn để mà chọc tức tụi nó à? Ủa, yên lặng coi. Hồi nãy tôi bảo nếu mà nó không chịu thì nghỉ mẹ công ty, nghỉ đi kiếm việc khác mà làm. Nói với nó thế, chị ơi, hôm qua chị có nói như thế không? Chắc chắn là không. Nếu mà có thì bây giờ đã có câu chuyện khác để nói chuyện rồi. Ý là em không nói là em nghỉ gì công ty. Ý em nói là bây giờ anh mà đòi 80 triệu cục, em không có tiền trả nữa. Im mẹ đi. Im đi. Ngu quá, cùng tuổi đéo gì mà sao dốt thế. Nói chuyện mà chả thấy đâu ra đâu cả. Thế xưa giờ có đi học hành gì không? Có được học không? Dạ, không đi làm công nhân à. Không, tôi hỏi có được học hay không, có hay không đấy chứ. Có. Có học đến lớp mấy? Lớp 9. À, học đến lớp 9 có biết viết không? Biết. Rồi đi ra ngoài công nhân thì tôi hỏi chị, cái trường hợp mà tôi nói với chị như thế, chị nghe có hiểu không? Ơ hiểu rồi mắc mớ gì còn nói lại nữa. Hiểu thì lo mà làm đi chứ, hiểu thì lo mà làm đi. Bây giờ đợi nó gọi xuống nói thẳng luôn. Nói thẳng như tôi vừa nói với chị hồi nãy ấy. Nó có cần tôi nhắc lại không? Có ghi giấy rồi. Có ghi giấy rồi, sao không ghi âm lại mà ghi giấy làm gì? Gọi cho tôi thì lo mà ghi âm lại về mà nghe lại chứ. Nãy giờ có ghi âm không? Dạ không. Lát nữa tôi bỏ lên trên kênh rồi lên nghe lại nhá. À, thì lát nữa lên kênh nghe lại nhé. Dạ. Ừ. Thế nhá. Dạ. Làm cho đúng à. Mà quên đang hỏi. Nãy bảo chưa lấy chồng đúng không? Chưa. Thế sao? Sao chưa lấy chồng? Không, để ở với mẹ này nữa. Cái chuyện ở với mẹ thì kệ chứ bây giờ không lẽ ở với mẹ cả đời à. Mẹ sao chưa lấy chồng? Một là xấu quá. Hai là... Xấu quá à. Làm gì có chuyện xấu quá, con gái không bao giờ xấu hết. Sinh ra mỗi người có một nét đẹp riêng. Mình không đẹp về thể xác thì mình đẹp về tâm hồn, đúng không? Là tôi nói với chị là tôi cũng bằng tuổi chị, nhưng mà tôi có con rồi, lớn rồi đấy. Chị coi đi, cùng trang lứa, tôi khuyên chị là thôi lấy chồng đi. Người ta yêu ấy, cái thằng mà đàng hoàng ấy, nó yêu là nó yêu về cái bên trong. Nó yêu về cái nết của mình, cái nét đẹp của mình nằm trong cái nết của mình, đúng không? Chứ còn cái chuyện ngoại hình thì tôi nói với chị ấy, rồi 50 năm sau thì cái con đẹp với cái con xấu nó cũng nhăn như nhau thôi, giống nhau hết rồi.
Đàn ông tôi nói với chị ấy, vợ tôi thì thuộc dạng tốt bình thường chứ có đẹp đẽ gì đâu. Còn tôi mà muốn lấy gái đẹp thì lấy lâu rồi, nhưng mà người ta nói ấy, người ta lấy ấy, thì lấy vợ là lấy vợ thương mình. Nếu còn có ai đi lấy hoa hậu thì làm vợ bao giờ, lấy vợ đẹp là vợ người ta. Nên là mình có một cái điểm mạnh đó là mình không được đẹp lắm nhưng mình tốt lành, mình tính, mình không hại ai, thì gặp đúng người là phải cưới ngay nhá. Thôi cứ cố gắng lát nữa rồi lên nghe lại nghe chưa. Ừ, thôi thế nhé. Cái... mấy anh cứ cười tôi đi. Ừ, tôi nói đúng mà, cười cái gì đúng không ạ? Tôi nói với anh bây giờ tôi với các anh ra ngồi quán cà phê tranh luận về cái vụ này đi, cái vụ của cái cô này sinh năm 86. Bây giờ tôi ví dụ tôi đang ngồi với tất cả các anh ở ngoài quán cà phê, tôi ngồi với các chị ngồi quán cà phê, chúng ta tranh luận về cái cô này cách xử lý đấy ạ. Tôi nói tranh luận đi tranh luận lại thì cách xử lý vẫn là như thế, không chật đi đâu được đúng không ạ? Tôi còn khuyến mãi cho cô này một cái lời khuyên: đàn ông ấy thì có thể là 40, 50 lấy vợ vẫn được, nhưng người phụ nữ mà tầm 40 xin lỗi không lấy được chồng đâu ạ. Bởi vì là khi người phụ nữ 40 thì những người đàn ông 40 tuổi trở lên ấy, đều đã ổn định hết rồi. Còn những người mà không ổn định thì cũng thuộc dạng cũng có những cái hoàn cảnh đặc biệt. Và những cái hoàn cảnh đặc biệt thì nó còn chia ra năm bảy loại. Một, cái ông đấy ông yếu sinh lý, ông đéo lấy được vợ, vợ nó bỏ. Hai, cái ông đấy là ông ăn cướp ăn trộm lô đề cờ bạc, vợ nó bỏ. Ba, ông đấy nghèo quá, đéo nuôi được vợ con, nó bỏ. Bốn, cái trường hợp này nó xảy ra thường xuyên, cũng trường hợp này được là bất đắc dĩ tự nhiên là vợ nó bỏ mình vì đi ngoại tình hoặc một lý do gì đó, hoặc là có khi là vợ bị mất đi hoặc là mất tích đi hoặc là như thế nào đấy. Thì cái cô này cô sẽ chỉ lấy những người như thế thôi. Làm gì cô này có tuổi mà đi lấy với một cái anh nào đấy 40 tuổi hoặc là 35, nói chung là dưới 40 đúng không ạ? Mà nó lại ngon lành ạ, khó lắm. Rất khó. Nói chung những người này thì bây giờ cố gắng đi đi gặp những người đã từng một lần đò rồi, những người biết trân trọng cuộc sống, những người biết yêu quý người khác, tôn trọng người khác, sống bởi vì cái nét bên trong của con người chứ không phải sống vì cái nét đẹp bên ngoài. Tôi nói bây giờ cái nét đẹp bên ngoài nó dễ lắm, độ phẫu thuật thẩm mỹ phát một từ A đến Z luôn, cái mặt làm cho đẹp, ngực đẹp, rồi cả bên dưới cũng đẹp, mà chân tay nó cũng đẹp. Đơn giản, đồ 50, 100 triệu là có ngay. Đơn giản. Nhưng vấn đề là cái bên trong. Cái bên trong mới là cái quan trọng. Sâu thẳm bên trong con người chúng ta đều có cái gì ạ? Cái tính thiện. Bật nó ra là nó sẽ ok. Đấy, tôi trao đổi đến đây có nhiều anh chị lại nói tôi là bố đời, dạy đời. Các anh chị cứ theo dõi theo tôi thêm, coi lại những clip cũ của tôi ở phần phía trước. Bây giờ cũng cả nghìn video rồi đấy. Coi đi, coi đi rồi các anh chị sẽ thấy rằng Triệu Quang Hùng là ai, tại sao ông ngồi lại ngồi đây nói và nói người ta nghe. Bởi vì là ông ấy đã làm rất là nhiều cái, nhiều thứ và người ta nhìn thấy rồi. Ok không ạ? À? Cảm ơn anh chị, chúc anh chị sức khỏe, nhiều thành đạt hơn nữa trong cuộc sống. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Nhớ nhá, chia sẻ video cho tôi đấy. Không chia sẻ thì buồn lắm đấy nhá.